Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình, và mình là CC Channel. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia một cái dự án rất là ngon. Chúng ta sẽ đào free đồng coin sàn Renex của sàn Remitano. Thì đây là một cái sàn giao dịch mà có lẽ là những cái bạn nào các bạn chơi coin lâu đời thì các bạn sẽ biết được cái sàn này. Nó là một sàn khá lâu và rất là uy tín ở Việt Nam. Hiện tại thì chúng ta có thể mua bán cũng như là giao dịch coin ở trên cái sàn Remitano này. Và hiện nay thì nó đã ra chính thức cái tính năng đó là đào coin. Vậy cụ thể đây thì chúng ta sẽ đào đồng coin sàn có tên là Renex. Thì hôm trước mình đã có làm một video, khoảng 2 tuần trước thì mình đã có làm một video để hướng dẫn cho các bạn đăng ký cũng như là xác minh KYC với cái sàn Remitano này. Đó thì các bạn có thể vào lại cái video này để chúng ta xem. Thì mình sẽ để cái đường link đăng ký, link hướng dẫn ở dưới phần mô tả của video. Và các bạn lưu ý là hiện nay có rất là nhiều cái trang web giả mạo, vì vậy mà các bạn tốt nhất là chúng ta nên kích vào dưới đường link đăng ký của mình. Đó thì các bạn sẽ tránh được cái rủi ro là các bạn đăng ký phải sàn fake. Ok, và bây giờ thì mình sẽ mặc định là các bạn chúng ta đã đăng ký rồi nhé. Thì với kèo này thì lần đào thì chúng ta không nhất thiết là các bạn phải KYC. Tuy nhiên thì khi KYC thì nó sẽ tăng tốc độ đào cho chúng ta. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nhấn vào phần Mining Renex. Đầu tiên thì các bạn nhấn vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển sang giao diện như thế này. Hiện tại thì mình đang dùng trên web nhé. Con này thì hiện tại nó cũng đã có app rồi. Và chúng ta đào thì chúng ta sẽ phải đào trên app. Tuy nhiên thì đây mình sẽ review cho các bạn ở trên web trước. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần Mining Renex. Rồi, thì đây các bạn sẽ thấy được cái phần đó là chúng ta sẽ khai thác. Thì đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn. Renex là token cung cấp năng lượng cho Remitano Network, một blockchain được thiết kế để cung cấp các giao dịch nhanh và phí thấp. Và ký quỹ hiệu quả, hợp đồng thông minh, phức tạp. Renex được phân phối công bằng và cho một cộng đồng lớn. Thì đây là một cái đồng coin sàn của Remitano, và đồng coin này mới nên là cái tốc độ khi mà anh em tham gia nhanh và tham gia ở cái giai đoạn đầu này thì chúng ta rất là dễ đào, và cái tiềm năng phát triển của cái đồng coin này thì nó rất là lớn khi mà nó là một cái đồng coin sàn rất là uy tín và có mặt rất là lâu đời. Thì có hai cách để chúng ta có thể tăng được cái tốc độ đào. Đầu tiên đó, chúng ta sẽ tăng cấp độ đào bằng cách chúng ta xác minh KYC tài khoản, và cách thứ hai đó là chúng ta sẽ mời bạn bè và chúng ta nhận thưởng thêm cái sức mạnh khai thác. Rồi thì các bạn sử dụng trên điện thoại thì chúng ta cũng thao tác tương tự với mình nhé. Đó, đầu tiên các bạn sẽ nhấn vào phần khai thác Renex. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập bằng email. Đó, thì chúng ta sẽ nhập cái email của chúng ta vào. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần gửi link, thì lập tức sẽ có một cái đường link, sẽ có một cái thư xác minh gửi về email của các bạn. Ok, và mình nói trước là những anh em nào mà các bạn chưa biết đăng ký và chưa biết xác minh thì các bạn nên xem lại cái video này của mình. Đó, chúng ta hãy xem video này trước, sau đó mới đến cái video là đào coin nhé. Rồi, thì đây sẽ có một cái thông báo gửi về cái tài khoản email của chúng ta, đó là đăng nhập Remitano. Thì các bạn sẽ nhấn vào và nó sẽ tự động đăng nhập và chuyển sang cái giao diện mới cho chúng ta. Còn bạn đăng nhập trên điện thoại thì chúng ta cũng làm tương tự, các bạn chỉ cần vào xác minh email là xong. Rồi, đây chính là cái giao diện chính. Rồi, thì đây chính là cái giao diện chính của cái giao diện đào coin này. Bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào khai thác Renex. Rồi thì đây chúng ta sẽ cần phải tải ứng dụng Renex, tải ứng dụng Remitano xuống trên điện thoại nhé. Hiện tại thì ở trên web nó vẫn chưa cho chúng ta khai thác. Tuy nhiên thì nên là các bạn phải tải xuống. Thì đây sẽ có hai cái cách tải. Chúng ta sẽ, bạn nào dùng iOS thì chúng ta sẽ lên App Store. Còn dùng Android thì chúng ta sẽ tải trên Google Play. Thì mình cũng sẽ để cái đường link tải dưới phần mô tả của video. Hoặc là các bạn có thể lên các cái cửa hàng này để chúng ta tải xuống. Thì cách đào của nó cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng nhập trên app để mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Ok, thì các bạn sẽ tiến hành, chúng ta sẽ tải app Remitano và chúng ta sẽ tiến hành mở app lên. Đó, sau khi mở app lên thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập như bình thường. Ok, và đây chính là cái giao diện chính của cái app Remitano này. Ok, và đây là giao diện chính nhé. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút 3 gạch ở phía trên. Ở đây sẽ có phần đăng nhập hoặc là đăng ký. Thì nếu bạn chưa đăng ký thì chúng ta có thể thực hiện trên cái app. Hoặc là nếu bạn đã đăng ký rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng email. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gửi link như lúc nãy một lần nữa. Đó, sẽ có một đường link gửi về email của các bạn. Ok, chúng ta sẽ mở cái email ra và chúng ta chỉ cần đăng nhập bằng tôi. Và chúng ta kích vào phần Remitano.
Rồi, như vậy là nó sẽ tự động đăng nhập cho chúng ta vào cái giao diện chính của Remitano. Bây giờ các bạn tiếp tục vào cái phần ba gạch cho mình. Ở đây các bạn vào tiếp phần Mining Renex. Đó, thì nó sẽ chuyển sang cái phần đào. Thì đây mình sẽ đọc qua sức mạnh khai thác chính của bạn, của mình hiện tại là 0.02 cái đồng Renex trên giờ. Và sức mạnh khai thác đến từ giới thiệu là mỗi lượt giới thiệu thành công, chúng ta sẽ tăng được cái tốc độ là 0.007 Renex trên 1 giờ. Đó, và các bạn sẽ nhấn vào phần là khai thác Renex để chúng ta bắt đầu. Đó, và cứ sau mỗi một ngày, tức là cứ sau mỗi 24 giờ thì các bạn sẽ quay lại và chúng ta sẽ chúng ta sẽ khởi động lại nó một lần để nó tự động đào cho chúng ta. Đào hoàn toàn là free và các bạn không cần phải treo máy nhé. Chúng ta chỉ cần sau 24 giờ các bạn quay lại và các bạn sẽ nhấn khai thác một lần. Đó, và hiện tại khi mình đã KIC thì nó mình sẽ được x2 sức mạnh ở đây. Đó, còn những cái bạn chưa KIC thì chúng ta chỉ được ở đây là 1x thôi. Đó, nên là các bạn nên KIC để chúng ta tăng cái tốc độ đào, vì đây là một cái sàn rất là uy tín và lâu đời rồi, nên là chúng ta không cần phải lo lắng hay là không cần phải thắc mắc về cái chuyện có scam hay không. Đó, thì cách khai thác của nó cực kỳ đơn giản như vậy thôi. Sau 24 giờ thì anh em lên một lần. Và đây là một đồng coin tiềm năng nhé, nó mới và nó là một đồng coin sàn của một cái sàn lớn và một cái sàn uy tín. Nên là mình tin là cái đồng coin này sắp tới nó sẽ còn được list lên nhiều cái sàn nữa trong một thời gian gần sắp tới. Rồi, và để mời bạn bè thì các bạn sẽ nhấn vào phần mời bạn bè. Và chúng ta sẽ mời bạn bè qua đường link. Đó, thì các bạn có thể đọc qua cái thể lệ mời đây. Thì sau khi mà mời bạn bè mà bạn bè của chúng ta giao dịch mua USDT hoặc là mua bán ở trên Remitano thì chúng ta còn có thể nhận thêm được hoa hồng nữa. Đó, lên tới cao nhất là 40% hoa hồng cho mỗi lượt giao dịch thành công. Và ngoài ra thì khi các bạn trade coin trên Remitano thì khi mà chúng ta bị thua lỗ thì nó sẽ không tính phí của các bạn. Thì đó là mình thấy đây là cái lợi thế cạnh tranh rất là hay của cái đồng của cái sàn này. Tuy nhiên thì hiện tại thì Remitano nó chưa hỗ trợ nhiều đồng coin để anh em trade coin, nên là mình chỉ dùng để mục đích khai thác cũng như là mục đích mua bán USDT thôi. Ok, và video của mình đến đây kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.